Tiếng gì ấy? Chuyện gì xảy ra với cái ngôi làng này vậy? Hãy giúp tôi. Là sao? Khó hiểu vậy. Chúng ta cùng nhận với một nhiệm vụ, đó chính là bị bỏ rơi bởi các vị thần. Và chào mừng tất cả bạn quay trở lại với tập tiếp theo của Assassin's Creed Odyssey. Mình Linh Béo. Rất xin lỗi bạn vì cũng đã một thời gian ngắn chúng ta bỏ qua tựa game này. Và các bạn nghĩ có một, không phải một số mà rất nhiều bạn nghĩ rằng mình đã lại một lần nữa drop game này. Nhưng mà guess what? Đéo. Mình không bao giờ bỏ một tựa game nào đấy lần thứ hai. Đấy. Thì ok, chúng ta vừa mới nhận được cái nhiệm vụ khi mà chúng ta quay trở về cái khu này. Nó nằm ở vị trí tại đây gọi là chỗ Attica. Đấy, có một cái nhiệm vụ ngay đây. Bây giờ thì mình sẽ ra nói chuyện thử để xem nào. Mà sao tự nhiên cái không khí nó, không khí với màu sắc nó nhợt nhạt thế nhở? Nhìn có vẻ như bệnh tật ốm yếu sợ quá. Thật là đáng sợ. Xem chuyện gì xảy ra. Một cái gì này? Cassandra, cô đã quay trở lại rồi. Cháu phải đi đây. Cháu sẽ quay trở lại ngay. Hẹn gặp lại cô ở chỗ Aspasia nhé. Trong này à? Lại cái chỗ này. Đây, vào gặp bà này xem nào. Aspasia. Oh, Cassandra ơi, cuối cùng cô cũng đã quay trở lại Athens. Hoặc là có thể nói là những gì còn lại của Athens. Thế giới đang sụp đổ dần trước chân chúng ta rồi. Chúng ta cần phải giữ cái chỗ này lại cùng nhau. Đấy, cô nói đúng. Nhưng mà tất cả mọi thứ Pericles xây dựng nên đã đều bị phá hủy. Ở ngoài rất là hỗn loạn. Con người đã quên mất là cách để làm con người rồi. Tôi đến để nói chuyện với bà. Tôi đã tìm thấy một thứ gì đó về mẹ tôi. Tên bà ấy và tàu của bà ấy. Cassandra, đây không phải là lúc đâu. Pericles đang chết dần. Ông ấy không gặp tôi. Ông ấy không để Hippocrates vào phòng ông ý. Bây giờ ông ý bị làm sao nhỉ? Tôi xin lỗi về Pericles. Ông ấy là một người mạnh mẽ. Tôi đoán là ông ấy có thể đánh được bệnh tật. Athens has known him a lot longer than they've known this plague. He gave them a voice. His accomplishments will speak for him. Pericles needs treatment. Pericles cần phải điều trị. Và các vị thần không để tôi vào. Ông ấy rất tôn trọng cô. Cô có thể vào được không? Nếu mà cô vào được thì tôi sẽ dành thời gian để nói chuyện với cô về mẹ của cô. Còn bây giờ thì giúp tôi đã. Bây giờ mình sẽ phải làm cách nào đấy để vào phòng của ông Pericles. Và tại sao ông ấy đổ bệnh nhỉ? Khó hiểu vậy. Đây cái biểu tượng ông ấy ngay trong phòng này này. Để xem nào. Knock knock, who there? Hala, alahu, alahu akaba. It's Cassandra. Tôi là Cassandra đây. Vâng, mời cô vào. What's going on with you, old man? Thật là ngại, xấu hổ quá. Để một ai đó thấy tôi trong tình trạng thế này. Trông ông ổn mà. Trông ông rất là khỏe đấy. Hãy nói Aspasia vậy đi. Thì để cô ấy không lo lắng về tôi. Tôi mang đến cho ông thuốc này. À thế à. Bình thường Phoebe là đứa mà hay mang thuốc đến cho tôi. Nhưng mà may quá, ít nhất tôi còn sống. Bây giờ nó thuộc về Leon bây giờ rồi.
Tôi muốn thấy được bằng mắt của tôi. Nào, hãy ra ban công cùng với tôi. Nhiều thứ thay đổi quá. Tôi không thể đứng thẳng để nhìn thần chết bằng đôi mắt của mình được. Đã đến lúc của tôi rồi. Căn bệnh nó không nhường một ai cả. Tôi sợ là tôi đã làm thất vọng người Athen. Không, ông chưa làm vậy đâu. Cô rất tốt, nhưng mà tôi đã lạc lối rồi. Aspasia cần bảo vệ. Và Athen cũng vậy. Giờ sao đây? Đáng lẽ tôi phải ở ngoài đường phố, ở ngoài kia. Ông đã bị chiếm rồi. Và Cleon chả làm gì để giữ chúng lại cả. May quá Cleon không thấy tôi như thế này. Bây giờ các vị thần đã quay lưng với tôi. Không phải lỗi của các vị thần đâu. Đó là lỗi của thế giới. Thế giới tự nhiên nó lật ngửa lại. Athen bây giờ hẹo rồi. Bây giờ chúng ta phải chờ thôi. Bây giờ ông phải đi vào trong nhà đi. Ông cần nghỉ ngơi. Chúng ta cần sự phù hộ của các vị thần. Nhưng mà Aspasia nói đúng. Lúc nào hầu hết là bà ấy cũng đúng. Nhưng mà lần này không phải. Được rồi, tôi sẽ đi vào trong. Cảm ơn cô Cassandra. Hãy nói với Aspasia là tôi đã uống thuốc. Pericles đã để tôi vào. Ông ấy đã uống thuốc mà không kêu ca gì. Cảm ơn cô. Có chuyện gì à? Bây giờ bình thường là Phoebe phải về rồi. Tôi thấy con bé ở ngoài đám đông ở bên ngoài kia. Bà gửi con bé ra ngoài à? Bao giờ Pericles khỏe mạnh trở lại thì bọn tôi sẽ rời khỏi Athen. Giờ nào đây? Aspasia, ở ngoài có một dịch bệnh. Bà đã thấy ở ngoài đường phố rồi đấy. Con bé chỉ là một đứa trẻ. Con bé rất là mạnh mẽ đấy. Tôi đã nói với Pericles là cái hội ở ngoài đường phố mà nó rất là nguy hiểm. Bây giờ tôi sẽ đi tìm con bé. Cái nhà của Anastasia ở đâu? Ok, bây giờ mình sẽ đi tìm con bé Phoebe. Ở ngoài đang có dịch bệnh, tự nhiên nó lại ở ngoài đấy. Chưa cộng thêm cả cái bộ băng đảng nữa. Tự nhiên buồn đấy, đoạn buồn đấy. Bình thường đi qua về chỗ này đẹp lắm mà tự nhiên cái thời tiết không khí ở đây nó ảm đạm vãi. Mẹ màu sắc nhợt nhạt, đi qua đây gớm vãi, như kiểu đi qua mẹ thành phố ma ấy các bạn ạ. Ngôi làng ma ấy, bị ám ấy, gớm rồi. Rồi mưa rồi, xem con vé nó ở đâu. This looks like the place. Quên mất là mình có nhiệm vụ là phải giới thiệu cho các bạn trang phục mới, nhưng mà thôi, chúng ta đến đây rồi. Đấy, nãy giờ các bạn đừng ngắm trang phục mới rồi nhá. Đây là con ngựa thứ hai nằm trong cái series siêu tập ngựa mà có cánh. Đấy, con này thì cũng có một cái nội tại là rơi từ trên trời, rơi rất cao, rơi khoảng 5.000m, 5.000 cây số xuống vẫn không chết, bởi vì nó là ngựa có cánh. Các bạn đổi cho logic à? Game này nó phát logic lắm các bạn. Ngựa có cánh thì làm sao mà có logic được, đúng không anh em? Bây giờ là mình phải đi vào trong này. What? Cái gì đấy?
Chúa trời ơi, chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Việc này thật là không có lương tâm. Có ai đó gửi, cố gửi một cái thông điệp gì đó. Uầy, toàn là người chết. May quá Phoebe không có ở đây. Hy vọng là con bé vẫn an toàn. Cái gì ấy? Ô, cái gì ấy? Ê, hey. Cái gì ấy? Chúng mày làm gì Phoebe của tao? Ê! Đâu rồi? Chúng mày làm gì Phoebe của tao? Giết Phoebe của tao à? Hả? Mày! Lao chào. Mày! Ai à? Cút! Chết rồi. What happened? Ôi! Sao con này bị giết rồi? Vãi, cứ giết trẻ con ạ. Cái gì vậy? Earth, mother of all, I greet you. Ôi, cháu đưa giả con đại bàng này. Ma, bọn này ác hay giết cả trẻ con. Mẹ, Anyazu. Rest in peace, Phoebe. Cassandra, cô ổn chứ? Tôi cần phải nói chuyện với Aspasia. Chúng ta phải tìm Pericles first. Ông ấy, tôi đéo quan tâm. Nói cho tôi Aspasia ở đâu. Aspasia đến tìm Pericles tại Parthenon. I think we better go with her. Tôi nghĩ là chúng ta nên đi với cô ấy. Đúng rồi đấy, anh bạn. Làm đi thôi. Đến hỏi bà kia xem tại sao bà lại gửi con bé đi ra ngoài. Fucking bitch. Chúng ta cùng đến với nhiệm vụ Athens Last Hope. Sự hy vọng cuối cùng. Và ai đang ở cái đền của Athena này. Tại sao phải làm thế nhá? Chạy ra. Mà hai thằng già kia bảo đi theo mình có đi được đâu. Đây rồi bà, đây rồi. Bà phải giải thích cho tôi. Cô đây rồi, Cassandra. Nhanh đi. Pericles có thể ở bên trong. Cô làm sao thế? Phoebe đã bị giết bởi hội của bọn bởi hội. Trời ơi, Phoebe ơi. Con bé chết một mình ở trong góc phố. Không, cô đã tìm thấy nó. Nó không cô đơn. Tôi sẽ không để bọn chúng thoát khỏi việc này đâu. Cô cần phải chiến đấu. Có dấu hiệu gì của Pericles không?
Things have gotten even worse in the Agora. Chuyện có vẻ điên rồ hơn rồi đấy. Thôi, bây giờ chúng ta phải hành động ngay. Nói chuyện trước, nói chuyện sau. Nhanh. Cái nhỉ. Ôi. Tao sẽ phá hủy tất cả những gì mày đã tạo ra. An thần là của tao. Ôi. Bình tĩnh. Brother. Oh. Holy shit. Căng rồi đây. Hãy tránh đường ta ra. Nếu không thì sao? Được. Biến. Một. Ấy à, lâu tao không chơi chúng mày được thể chúng mày làm càn à? Chúng mày được thể làm càn à? Lượn. Mà một tập chết hai người. Khá là đủ rồi các bạn ơi. Không để chết ai nữa. Ông ấy tự là một người rất là vĩ đại hơn tất cả những ai mà chúng ta từng biết. Chúng ta cần phải đi khỏi Athens thôi. Hãy đi tàu của tôi. Chúng ta cần phải rời khỏi đây. Never. Cái nhá. Vừa vào đã chết chóc rồi. You have to move quickly. Stay close, just in case. Đi thôi, còn chờ đợi gì nữa? Cái gì đấy? Stop. Dừng lại. Leon đã ra lệnh là không ai được rời khỏi Athens. Và ông ta muốn Aspasia được mang về với ông ta. Tôi không đi đâu. Tất cả hãy rời ngay. Để tôi cân mấy thằng này. Đừng để bọn chúng đi. Đánh nhau hơi nhiều ấy. Được. Làm nào. Rồi, đi thôi. Xong hết rồi. Chúng tôi sẽ ở lại Cassandra. Cái gì? Tại sao? Công việc của tôi ở đây. Tôi không thể rời bỏ những người Athenian. Cô không cần chúng tôi để bảo vệ Aspasia. Hãy để Athens cho chúng tôi.
Nhưng mà các người sẽ bị kiết đấy, bị giết đấy. If every dissenting voice disappears, the people won't turn against it. They need me here. You're sure? Các người đã chắc chắn chưa? Tôi đã sống như là một người Athenian rồi, và tôi cũng sẽ chết như một người Athenian. Of course. Retrieve Phoebe's body. Give her a proper. Hãy lấy lại thân thể của Phoebe và mai táng con bé cho đàng hoàng. Thank you. Cảm ơn hai ông. Time to go, Cassandra. Đi thôi Cassandra. And I expect to see you both again. Tôi mong sẽ được gặp lại hai ông một lần nữa mà còn sống nhá. Này các bạn ơi, sao vậy, anh em mình đánh nhau bọn ở trên thuyền nó không xuống giúp mình nhỉ? Các bạn có thấy phi logic không? Ờ thì lúc trước mình đã bảo là game này nó phi logic thật, nó fuck logic thật, nhưng mà những cái đoạn như thế thì không thể fuck logic được, đúng không? Nó là lính của mình mà, nó phải xuống nó đánh hộ mình chứ. Chẳng lẽ bọn này nó có đúng một nhiệm vụ ở trên thuyền à? Khó hiểu. Không hấp dẫn ly kỳ tí nào. The farther we get from Athens, the quieter it grows, as though it's peaceful. But I know better. I'm sorry, Aspasia. Tôi xin lỗi Aspasia về Pericles và về Athens. Cô không cần phải xin lỗi vì bất cứ cái gì cả. Cảm giác như là tôi đã làm mọi người thất vọng. Tôi không đến kịp. Tôi không đưa ra những cái lựa chọn đúng đắn. Đó không phải là lỗi của cô. Không có gì để đổ lỗi cả. Tôi sẽ giết hết toàn bộ tất cả các bọn hộ trong hội. Thôi, bây giờ chúng ta hãy nhìn về tương lai. Siren Song. Bài hát của nàng tên cá. Vậy là chúng ta sẽ đi Naxos để gặp Phoenix. Ok. Mình hy vọng là đoạn này nó sẽ giúp chúng ta phát trá vèo thẳng về Naxos, chứ nó không bắt chúng ta phải đi tàu. Bởi vì holy shit, nếu mà đi bộ về thì chết mất. Helm's ready for you, Commander. Má, mình nói có sai đâu anh em. Rồi, chúng ta sẽ làm nhiệm vụ Mother Spires. Forward. 5.000 mét đấy các bạn ơi. 5.000 mét. Wait, chờ một chút. Không biết là nó có cái bộ mình được chọn nó có nằm trong cái thuyền không. Đây Siren đây à. Cái tàu mình muốn lấy cái tàu skin, cái tàu không có. Lần này cái bộ chúng ta không được tặng cái tàu, thế mới đau. Thôi thế thì chịu các bạn. Đi thôi. Naxos các bạn nhé. Đi này bao giờ mới tới? Có lẽ chúng ta nên có thể phát trả vèo. Oh no. Chúng ta không thể các bạn à. Xa lắm luôn đấy. Rồi vậy thì chắc là mình sẽ tạm thời cắt đoạn này đi. Mình sẽ gặp lại các bạn một chút nữa nhé. Ok, chúng ta đã cập bến rồi các bạn ơi. Thế là một mình vào chứ không phải là cho mấy người kia đi cùng à?
Ở đây nó có một cái phát trá vèo mới anh em ạ. I won't be intimidated. Stock the barracks and double the patrols. If Paros is sending them, I want to know the moment they make landfall. Yes, Archon. But Archon, if the merchants have... I understand your concerns. Sao được gặp mẹ sướng. Đấy. You may all go. Không biết có nhận ra mình không nhỉ? Kìa. Cuộc họp đã kết thúc rồi. Nhìn giống nhau phết nhỉ? Cassandra. Làm sao mà lại như thế được? Khi mà nạ ta nhắm mắt, ta vẫn thấy được hình ảnh con bị ngã xuống. Alexios vẫn còn sống mẹ ơi. Bọn họ đã có được thằng bé rồi đúng không? Ta đã xây dựng cuộc sống lại của ta từ tro tàn. Con hiểu không? Mà bây giờ con lại nói với ta rằng con còn sống à? Cả hai con còn sống à? Đúng là con rồi. Không phải là sự lừa đảo của các vị thần. Không, con đã tìm thấy mẹ. Anh của con. Chúng ta phải khiến nó quay trở về. Anh ấy đã đi quá xa rồi. Ta đã bỏ các con một lần rồi. Không bao giờ có lần thứ hai. Thế ai hỏi trước đây? Con có rất nhiều câu hỏi. Ta nghĩ là cả hai chúng ta đều có câu hỏi. Nhưng mà hãy hỏi ta trước đi. Ta sẽ trả lời. Chuyện gì xảy ra với mẹ? Chuyện gì xảy ra với mẹ tại Argolis sau cái đêm đó? Ta đã tìm thấy anh con và sau đó đến ngay chỗ một cái bác sĩ trẻ. Con vừa mới nói chuyện với ông ấy gần đây. Cái đêm hôm đó vẫn ám ảnh ông ấy. Ta, trái tim ta đã bị tan vỡ khi mà họ nói rằng Alexios đã chết. Nhưng mà anh ấy vẫn còn sống. Bọn họ đã nói dối mẹ. Chắc là họ đã nhận ra rằng thằng bé đặc biệt và đã cho nó vào hội. Chuyện gì vậy? Ôi, lính của Paros vừa mới đặt chân lên đất của chúng ta. Mà lắc cả. Nào, hãy thu thập lính đi. Các câu hỏi phải chờ thôi con. Mẹ đoán là con có thể sử dụng vũ khí đúng không? Chắc chắn là tốt hơn rồi. Đấy, bây giờ chúng ta đã gặp mẹ rồi và chúng ta sẽ... Paros. Cái hội này là đang có trục trặc với hội Paros. Đi thôi. Bây giờ hết thời gian nói chuyện rồi. Bây giờ chỉ có thời gian đánh nhau thôi. Tập này đánh nhau hơi nhiều các bạn. Mỗi lúc một chút nha nhấp. Tại sao mẹ vẫn làm việc với Sparta? À. Mẹ cần sự giúp đỡ. Đây. Chúng ở đâu?
À đây rồi. Dầm ba thằng cứt con này. Bà mới đập chất. Chết hết. Đấm bung chưa phát lào. Kỹ vào nha. Lần này oánh nó phải chuẩn. Có con tin này. Đây là con tin hay là cái mẹ gì vậy? Con tin, con tin. Mẹ cứ để con làm hết. Con làm hết. Đấy, nói chung nó sẽ không biết ở đâu. Con làm hết. Con làm hết. Cung con hơi mạnh. Ngu này. Thằng này vẫn đều biết là ngu đấy. Phải cứt bắt đéo chúng. Ngu này. Ngu này. Ơ, mẹ thằng này đi đâu rồi? Ôi gào gào gào. Ô, ui, stupid shit. Nào. Trời ơi, bắn tôi à bạn. Giờ sao mẹ ơi? Mấy thằng lính quắt con. There's always been a rivalry between the islands. After all, Naxos used to control Paros and Andros. They're envious of our craftsmen too. And now? They think they deserve expansion. Their oligarch demands their wings spread wide. But we'll clip their wings before that happens. They don't know who they're up against. You remind me of Nicolaus. Con là mẹ nhớ đến Nicolaus. Con chiến đấu y hệt ông ấy. Ông ta sẽ rất tự hào về con. Nicolaus có thể là giả vờ làm cha con, nhưng ông ấy không phải là cha con. Việc ông ấy làm là sai trái, Cassandra. Ta rất ghét ông ta vì như vậy. Nhưng mà ông ta yêu con bằng theo cách riêng của ông ta. Con không thể trách ông ấy được. Con muốn biết về người cha thật sự của con. Làm sao con biết được chuyện đấy? Con được nói là như vậy. Mẹ đừng cãi nữa. Nicolaus. Con đã gặp ông ấy rồi à? Đúng rồi, con gặp ông ấy ở Megaris. Nicolaus đã từng là cha của con. Ông ấy là người đã nuôi nấng con. Cho đến khi mà ông ấy đã bị dính líu vào nghĩa vụ quá nhiều. Ông ấy đã nhắc đến một người khác. Mẹ có thể nói cho con được không? Mẹ đã luôn hy vọng là con không bao giờ tìm hiểu ra sự thật. Ý mẹ là sao? Nhà con mình được bán. Mình được bán. Thế đéo biết bố là ai. Tại sao mẹ không nói cho con sự thật về Nicolaus? Con chỉ là một đứa trẻ thôi. Con rất là tôn trọng bố. Con không thể làm mẹ không thể làm thế với con được. Con không hiểu vì sao cái hội lại nhắm vào gia đình ta. Có rất là nhiều lý do. Chúng ta làm gì bọn chúng? Bây giờ chúng ta đã ở bên cạnh nhau rồi. Bây giờ câu hỏi là chúng ta sẽ làm gì với chúng? They've decided we need to be eliminated to ensure their plans come to fruition. If it's our family they fear, we'll reunite.
Chúng, gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ và sẽ cho chúng lý do để chúng nó sợ. Chúng ta không phải là những con người đó. Nơi mà họ thất bại, chúng ta sẽ thành công. Chúng ta hãy bàn tán chuyện này ở một nơi mà không có mùi chết chóc đi mẹ. Anh em, nếu anh em có để ý thì cái bộ chúng ta đang mặc nó có một hiệu ứng là lúc nào cũng có lông chim ở xung quanh. Mãi mình để ý ấy. Hòn đảo này đẹp quá. Đúng rồi. Sparta chả thể làm gì được ở cái vùng, cái biển này cả. Nhưng từ từ mẹ ơi, ở đây nó có cái phát chá vèo, con phải lấy phát chá vèo đã. Mẹ chờ con nhá, đừng có chờ con đi. Con lên con lấy cái phát chá vèo đã. Đừng có chờ con nhá mẹ ơi. Phát chá vèo, con phải lấy phát chá vèo. Đâu được cái phát chá vèo đâu nhỉ? Tại sao lại 200 mét? Đây nó ngay đây à? À, cái bọn này mệt mỏi chúng mày ghê, cho tao lấy cái phát cháo vòi ảo cũng được. Đồng đấy. They make their business clear. They can't. Die, dog! She won't get away. Die! Fire! Mỗi phát cho vèo thôi mà chúng mày căng ấy. Chúng mày đánh tao tiếp đi. Lấy cái phát cho vèo thôi mà căng thẳng. Chỗ này của chúng mày, riêng của chúng mày chắc. Căng thẳng mệt mỏi. Chỗ này em thanh bình phết đấy chứ. Ngoại trừ có mấy thằng lính hãm. Đây rồi. Maybe there was, but it's long over. Chờ con lấy ngựa mẹ ơi. Con phải lấy ngựa đẹp cho mẹ xem là con đã thành công như nào. Cuộc sống con rất thành đạt mẹ nhé. Con có ngựa đẹp. Giờ mình phải đi theo bà mẹ đi xuyên thành phố Naxos. Vừa nói xong. Xong rồi à? Đấy đâu hả mẹ? The
temple's coming along, Evandros. It will stay chỗ này đang xây à? If we don't secure more donations. Soldiers can't get all the funds. They can if you don't want the temple destroyed by our enemy. But I'll see what I can do. It's a good deed restarting construction. Ligdarmus was a great man who deserves reverence. His battles against corruption and oligarchy are lessons we all should remember. I do intend to finish the temple. Thank you, Phoenix. Giờ sao đây? What a strange day it has been. Hôm nay thật là một ngày kỳ lạ, nhưng mà là một ngày tốt. Me too. You have grown into a remarkable. Con đã lớn lên và trưởng thành rồi. Finding you has lessened it, I think. I'm glad, but I have wondered why the gods chose to reunite. Nhưng mà mẹ đang không hiểu tại sao các chúa trời lại để chúng ta gặp nhau như thế này. Để sửa chữa lại các cái sai lầm của gia đình chúng ta. Nếu như chúng ta muốn thực sự đoàn gặp hẳn nhau thì chúng ta phải đi tìm Alexios. Bọn chúng là nguồn gốc của những nỗi đau mà đã gieo rắc bao nhiêu nơi. Mẹ đã bỏ mọi thứ ra sau lưng rồi, bây giờ mẹ có Naxos thôi. Hãy để con giúp mẹ. Chúng ta sẽ cùng nhau săn bọn chúng. Hãy chuẩn bị ngựa đi. Như kiểu họp báo ấy các bạn. Bà này là thủ lĩnh thì bà phải cho người dân biết là bà ấy vẫn còn gọi là nhà sáng suốt, tỉnh táo và vẫn còn mạnh mẽ để lãnh đạo người dân ở đây. Thế mẹ cần gì? Paros cần phải xử lý. À, bây giờ chúng ta phải tấn công bọn Paros. But my admiral Aeneas is missing. His ship was sailing for Paros to engage in peace talks, and he never returned. Don't worry. I'll find him. If you need me, I'll be at the symposium. Although, try to look less intimidating should you choose to pay me a visit. Oh. Ông bị làm cái gì? Đòi tiền tao á? Ra đây. Đừng thằng đến đây mà nộp mạng cho tao này. Tốt, 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 tốt. Tốt, tốt. Ông gồng với ai? Ông gồng với ai hả ông? Nghĩa là bây giờ bà này, cái bà mẹ chúng ta, bà có một ông chuyên lãnh đạo các cái đoàn quân lái thuyền. Nhưng mà ông ấy đang bị mất tích khi mà đi kiểu đi bàn về cái hội nghị hòa bình. Đấy, thì mình sẽ phải đi tìm ông ấy, nhưng mà cái đấy chắc để sau mình sẽ giết thằng ông này trước đã. Thằng ông này trông có vẻ không nguy hiểm nhưng mà rất là nguy hiểm. Úi da, võ nghệ cao cường quá nhờ. Võ nghệ cao cường quá nhờ. Nào. Võ. Mày. Nào vào đây. Úi giời ơi. Trò cũ dích. Mày. Ai à. Ngu rồi. Cũ dích áo ôm này. Trông đều phải tử tế. Hóa ra lại là lính đánh thuê. Thế mới kinh. Thôi mày lượn đi cho nước vào trong. Mình còn ngựa mình lấy cái phát chó vèo nhé.
Để xem nào. Mình có cần phải trả tiền thằng nào không nhỉ? Cái thằng trả tiền mình giết mẹ nên thành ra cũng không cần phải trả tiền đấy sao ấy. Nasos Kairi. Lại thêm một chỗ mới này. Chúng ta có chỗ để khám phá tiếp này. Kinh, Young Mysterious. Wow, chỗ này vẫn còn mới các bạn. Đang xây dở rồi. Nhiều chỗ xây thế. Nhà của người nào mà cũng được thành một cái chỗ để ấy này. Đừng bảo mình phải lên cây dừa mình lấy phát trà vèo nhé. Chỗ nào nhỉ? À đây. Wow. Đẹp hết, chỗ này đẹp ấy, làm mình nhớ đến Nha Trang. Toàn biển là biển, mênh mông thật. Rồi. Ok các bạn ơi, hiện tại chúng ta đã đặt chân đến một vùng đất mới. Vùng đất mà bà mẹ của chúng ta đang làm lãnh đạo tại đây. Thì những cái nhiệm vụ sau này liên quan đến bà mẹ chắc là chúng ta sẽ làm được làm thôi. Những cái nhiệm vụ này, những cái nhiệm vụ đấy chúng ta sẽ để ở những tập sau chúng ta làm nhá. Bây giờ mình sẽ tạm thời kết thúc với tập này ở đây. Nếu như các bạn thích cái series Assassin's Creed Odyssey được chơi biểu béo thì đừng quên cho mình một like, comment phía dưới cho mình biết các bạn thích series này muốn ra tập tiếp theo. Cho nhớ cho mình một subscribe nữa để mình có thêm động lực làm video các bạn nhá. Các bạn và tạm biệt.